Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Văn Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn máy đo nhiệt độ độ ẩm HT350 đến từ hãng Totalmeter. Máy đo nhiệt độ độ ẩm cầm tay HT350 được ứng dụng trong việc đo nhiệt độ độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho nông sản, tủ cấp đông và nhiều nơi khác. Máy có chế độ tiết kiệm pin tự động và độ bền cao, cảm biến dựa trên công nghệ của Đức mang tới chất lượng đo vượt trội, thiết kế đẹp, thanh thoát. Còn có thể đo nhiệt độ điểm xương, bầu ướt, nhiệt độ bay hơi. Máy dùng để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm môi trường, kho hàng, xưởng sản xuất, đo nhiệt độ điểm xương, độ ướt, bầu trời bay hơi, nhỏ gọn, dễ dàng cầm đi hiện trường, đẹp, độ chính xác cao với sai số thấp. Máy có chế độ tiết kiệm pin tự động và độ bền cao. Phạm vi đo độ ẩm là từ 0 đến 100% RH. Phạm vi đo nhiệt độ là từ -30 đến 100 độ C. Là từ 22 độ F đến 199 độ F. Phạm vi đo nhiệt độ điểm xương là -30 đến 100 độ C, là cũng từ 22 độ F đến 199 độ F. Phạm vi đo nhiệt độ bầu ướt là từ 0 đến 80 độ C, là từ 32 độ F đến 176 độ F. Nếu bạn có nhu cầu mua sản phẩm, vui lòng liên hệ website kankin.com.vn hoặc máy đo thí nghiệm.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.